Hello, xin chào anh em. Mấy khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe thể cũ của bên mình. Ngày mới chúc anh em, quý khách hàng của bạn giàu sức khỏe và có nhiều thành công cho công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải Taco Trainer tải trọng theo chân hóa là 615 kg, phiên bản thùng kính, dài 2m6, chiều ngang là 1m5, chiều cao là 1m4, ghế bọc nỉ hai chỗ ngồi cực kỳ sang trọng, mới lại đầy đủ. Dòng này vô lăng chưa có trợ lực nha anh em, nên cũng còn hơi cứng tí xíu thôi. Sắc xi bao dày bao cứng không mục mọt, vỏ lớp đường kính mâm là 13 inch, vỏ 5.5, thùng mỏng khá là đẹp luôn, thùng hai lớp nha anh em, lớp ngoài nóc lớp trong đang sàn sắt. Nói chung là thùng cực kỳ đẹp luôn nha anh em, mua về chở hàng hóa khởi nghiệp khá là ok luôn. Máy xăng, dung tích xăng của khối động cơ là 1.3 lít, máy chạy rất là mượt, sàn sắt dập sóng nha anh em. Thùng hai lớp, lớp trong cho đang kẽm ở giữa khung xương và lớp mốt xốp. Thùng này không có cửa hông đó. Mua hai xe này về giao hàng gọn lắm anh em, xe rất là đẹp luôn. Được cái mâm là 13 inch nha anh em, vỏ của nó là vỏ 5.5, vỏ 5.5, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt. Taco Trainer đời 2016 nha anh em, niên hạn sử dụng 1941 đó. Kính thì quay tay, máy lạnh đầy đủ. Nói chung là mọi thứ đều rất ok, xe zin không lỗi, rất là mượt mà. Với mức giá dự kiến cho bán cho anh em là 120 triệu có thương lượng. Cho anh em trực tiếp lên xem xe trải nghiệm và lấy thử nha. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lấy thử. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại anh em quý khách các bạn.